Và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 23 tháng 12 năm 2019. Thì ở trên màn hình quý vị, chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ ghế tần thủy hoàng, một chiếc gỗ đỏ và có kích thước tay 14. Thì bộ sản phẩm mà chúng tôi vừa hoàn thiện là theo đơn đặt hàng của anh Dũng ở tại Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ. Đây và một chiếc kệ tivi nữa cũng của khách hàng ở tại Cát Trù, cũng gần cơ sở chúng tôi. Thì trước khi chúng tôi bàn giao cho khách hàng thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm cũng như là để giới thiệu đến quý vị khách hàng ai đang có nhu cầu quan tâm mua sắm những sản phẩm nội thất phong cách thì có thể tham khảo được video clip này. Đây là tổng thể hình ảnh của bộ sản phẩm nhé. Tôi sẽ quay tổng thể trước cho quý vị có thể hình dung được. Thì bộ sản phẩm này là chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ gõ đỏ và kích thước là cột 14 rất là to. Đây là hình ảnh chiếc đoạn dài. Toàn bộ là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nhé quý vị nhé. Rất là đẹp và đã hoàn thiện là rồi, rất là bóng bẩy. Hôm trước chúng tôi đã có bàn giao một bộ cột 14 như vậy cho khách hàng ở tại xã Đại An, Thanh Ba rồi. Cách đây vài hôm, hôm nay tôi tiếp tục một bộ nữa cho khách ở tại Thanh Sơn, Phú Thọ. Bộ cột 14 này rất là to. Còn vân gỗ mặt bàn vị thấy là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp. Đây phía bên này là hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ. Ngoài ra bên phía trong này chúng ta có một chiếc kệ ốm mít của khách hàng ở tại Cát Trù, Cẩm Khê. Đây là chiếc kệ cột nho đục cánh tứ quý và chân hoa hồng, ngăn kéo quả dưa con sóc. Thì chiếc kệ tivi này là ở gần cơ sở của chúng tôi. Đây tôi có thể lướt qua vài hình ảnh chi tiết hơn quý vị có thể xem được. Mẫu ghế tần thủy hoàng rất là quen thuộc rồi, tôi sẽ không giới thiệu nhiều về chi tiết nhé, tôi chỉ cần quay qua thôi và quý vị hình dung được. Và bộ này là cột 14 nhé. Đó, hiện tại là chúng tôi là chuẩn bị bốc xếp lên xe rồi. Đây là chiếc kệ tivi, kệ tivi bằng chất liệu gỗ mít quê 100% gỗ mít ta. Thì bộ sản phẩm này là bao gồm có 6 món, một đoạn dài, một bàn, hai đôn và hai ghế nhỏ. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987510816 và cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả video để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm hơn. Rồi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại trong những clip khác.